Cô tên là Nguyễn Thị Hồng, À. cô 60, gia đình thì bên nghề nghiệp thì kinh doanh. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Em là Đoàn Thị Thu Dân, sinh 1984, hiện tại là nội trợ. Dạ, mình làm dâu của mẹ được bao lâu rồi chị hả? À, 10 năm rồi chị. Wow. Mình có em bé chưa ha? Dạ, có, bé 8 tuổi, bé gái, còn bé trai thì 1 tuổi mấy. À. Cách đây 10 năm cô gặp cô gái này như thế nào cô? À, cách đây 10 năm thì mình thì có xốp sữa bán cửa hàng đó, thì nó thiếu nhân viên bán hàng. Mình có đề cái bảng là Tuyển. cần người nhân viên để bán hàng. Thì cô bé này tình cờ lại xin để bán hàng. Thì qua hợp đồng cũng nói chuyện là đâu đó đàng hoàng hết rồi thì cô bé này vô, thì bắt đầu mình ngó thấy thì cũng dễ thương. Mình nghĩ là chắc nhanh nhẹn, chắc có lẽ là khách cũng nhiều lắm. Mình cũng mừng. Rồi tới lúc đâu được 3 ngày đó thì thằng con trai mình về. Mình thấy nó ngộ ngộ lắm. Mỗi bữa thì nó đi về, nó đi công tác, nó đi lái xe mà. Nó về thì nó cũng không có làm gì phụ mình cái gì hết trơn á. Và tự nhiên sao nó nhìn thấy bé này không biết. Mình không biết sao tự nhiên nó về nó xuyên lắm. Đó, nó đi quét nhà. Rồi xong rồi nó lại đi sắp sửa. Rồi nó nói mẹ mẹ con kiểm hàng giùm cho mẹ nha mẹ. Đó, sao hôm nay con trai gì xuất sắc dữ vậy, vui vậy? Cái xong nó nói mẹ mẹ, ủa mày kiếm cô bé này đâu mẹ, thấy dễ thương. Coi như là từ tuyển nhân viên mà cuối cùng là tuyển dâu luôn đó. Còn chị, cái lần đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng á, chị có ấn tượng điều gì không? Thì mới lần đầu tiên lại xin làm á, thì mẹ lúc đó kêu bằng cô. Cô. Tiệm đó mẹ cũng hơi khó khó mà mẹ nhìn nhìn hoài à. Cái cũng sợ. Nhưng mà càng ngày làm chung hàng ngày á, rồi thấy mẹ rất là dễ thương mà. Tại vì mẹ có con trai không mà, mẹ không có con gái. Nên mẹ thấy em á, mẹ thích lắm. Rồi từ lúc mà làm nhân viên cho đến lúc mà bắt đầu quen ấy như thế nào? Em làm được 3 ngày thì ảnh đi chạy xe về. Hôm đó ảnh em mẹ kêu em quét nhà. Thì em chưa kịp lấy cây chổi quét nhà nữa là ảnh bay lại lấy cây chổi anh quét nhà rồi. Cái trưa cái dọn cơm ăn thì em chưa kịp vô nữa là ảnh bắt đầu là ảnh lấy đồ ăn rồi kia anh bỏ qua mâm rồi ginh ra trước rồi ăn. Rồi sau bao nhiêu lâu thì ảnh ngỏ lời yêu em? Thì chiều bữa đó chiều luôn hả? Nhanh dữ ta. Vội vàng quá vậy. Chiều bữa đó cái anh nói, em có số điện thoại không? Nay có hỏi chi vậy anh? Anh muốn điện thoại nói chuyện hỏi thăm em thì cho số điện thoại. Xong cái chiều về cái anh ấy anh đứng trên đầu đường nha, anh đợi em đưa em về nhà nha. Rồi mấy ngày sau ngày nào cũng vậy hết trơn á, từ từ cái không biết tính rồi nào cũng dính Sau khi phát hiện mà sau con trai với con gái yêu nhau thì cô phản ứng thế nào? thì thấy hai đứa nó lúc nào cũng không biết nó điên tác thì bé Vân này cứ ngóng trông. Cái tới lúc đâu lần sau về là coi như là tổng cộng được 3 tháng thì quay ra thằng con nói mẹ con muốn lấy vợ. Nó nói trời đất ơi sao mà lấy vợ đâu lẹ dữ vậy đó. Rồi con quen đứa nào thì con dẫn lại cho mẹ đi coi, mẹ coi con làm sao, gia đình ta làm sao, có đàng hoàng không đó. Cái quay ra nó không mẹ gần lắm mẹ ơi, hỏi ở đâu à. Cái nó kế bên mẹ nè, nó ở đâu là kế sao, đây đâu có đâu, mình quay mình kiếm hoài không có. Cái nó thì trong nhà mẹ nè, kế bên mẹ đó đó. Đi xong rồi hai cây lạc đầu nói mẹ mẹ thấy sao mẹ. Thế nói thì thôi kệ con, thì con thương thì mẹ cũng cứ vợ cho con, mà mình lại có 4 thằng trai thấy dâu là mình mừng rồi, mình phái rồi. Chứ hơn nữa bé này cũng dễ thương. Nó nghe cũng thương. Nói chung là bao lâu thì cưới nhau nhỉ, từ cái ngày đó? Dạ 3 tháng xong. 3 tháng làm cưới rồi. Nhưng mà 3 tháng đó, 3 tháng đầu á, làm lãnh lương đủ chưa? Dạ đủ, dạ đủ. Rồi mấy tháng sau có lãnh gì? Hả? Mấy tháng sau hết lãnh rồi. Lãnh tiền chồng. Hai mẹ con về thì lúc mà làm gọi là nhân viên thì nó khác. Nhưng về làm mẹ chồng nàng dâu thì nó có khác gì so với làm nhân viên với là bà chủ không? Đúng rồi. Không, thì lúc đầu là bà chủ thì mình hơi dè dặt một chút xíu. Nhưng mà khi mà về mẹ đối xử tốt quá thì mình coi như là mẹ ruột vậy thôi. Có hợp nhau lắm không?
cũng hợp, nhưng mà cũng có nhiều chuyện vui lắm. Giống như hôm đó mà ông nội với bà nội qua chơi, thì mẹ kêu đi chợ mua cá lóc về nấu canh chua. Thì mẹ làm con cá lóc xong xuôi hết trơn rồi, đồ rồi nấu canh chua mẹ làm xong rồi. Mẹ kêu con nấu canh chua đi. Mẹ mất công chuyện rồi, chút xíu mẹ mới về. Cái em vô em nấu thì em bỏ lộn muối. Đường mà em bỏ lộn muối vô nồi canh chua á. Cái em về em còn nói mẹ nay con nấu canh chua ngon lắm. Tại vì em bỏ rồi mà em không có nem. Trời đất ơi. Xong cái dọn lên ăn. Mẹ mới nói với ông nội với bà nội á là nàng dẫn nấu canh chua á, ba ăn thử rồi, ba mẹ ăn thử ngon không? Thì ông nội với bà nội á múc một muỗng ngon lắm, con ăn thử đi. Mẹ nếm thử. Mẹ nói trời ơi gì mặn dữ vậy con. Cái em nói vậy là chắc tại mẹ đó. Tại mẹ mấy cái hũ ấy, mẹ không chịu đề tên cho con. Nên con bỏ lộn muối. Nó nghe dâu thì nó thiệt tình. Dạ. Mà mình dạy cũng bao nhiêu lần rồi. Nó nấu ăn thì kém lắm. Nấu là ngày nào cũng vô nấu. Là mình để hũ bột ngọt riêng, hũ muối riêng, hũ đường riêng. Nó nói tại con lộn cuối cục là bữa đó là ông bà nội với ông xã với mấy đứa em là ăn còn là cá kho với chấm nhưng rau. Nhưng ngoài cái ăn uống đó thì cô thấy cô hợp với con dâu những điều gì nữa? Hai mẹ con này nó ngay thì cũng hay đi siêu thị đó, rồi mua đồ hoặc là coi trên mạng hoặc có đồ nào này kia đó thì có cũng tâm sự về. Chia sẻ với nhau không? Thì có, nhiều khi nó cũng đôi lúc chồng nó nói rằng là em á, tại sao em ở đây mà em không bắt chước giống mẹ, rồi tại sao mẹ cái gì mẹ cũng khéo hết trơn mà có dịp như vậy mà tại sao em không bắt chước đó. Rồi cứ hay la nó thì nó cũng nói mẹ ơi sao con dở cái đó quá vậy, giờ mẹ làm sao mà truyền hết cho con. Sao mình đâu có biết cách sao mà truyền, thì mình nói đó thì đứng ngay đó thì con làm ngay đó. Rồi hai mẹ con mình có không hợp nhau điểm gì không chị? Không, nói chung là hợp hết á, nhưng mà có một cái thì em thì chậm chạp. Mẹ thì mẹ nói nhưng mà nhiều khi nói thì nghe đó nhưng mà rồi quên. Rồi mẹ la thì buồn thôi. Tại vì mình dở mà mình phải chịu thôi. Có bữa nào mà mẹ la dữ quá khóc luôn không? Có, chứ nói chung là không có khóc trước mặt. Sao vậy, mẹ la chuyện gì? Ví dụ như sữa đó, em không có sắp lên. Ví dụ như sắp lên thì phải sắp cho nó ngay. Cái này loại kia, nhưng mà em không phải là người sắp. Mà mẹ chỉ, mẹ nói là tại sao mà con sắp như vậy, không có đúng chỗ. Tại vì thí dụ như đưa lên thì mình phải sắp ngay đúng gì đó, dễ lấy. Em nói em không cãi nhưng mà em buồn thôi. Tại vì em không có làm, tại vì ở đó cũng có người làm nữa chứ không phải một mình em. Thì mình muốn rằng là con dâu thì giống như cái bản tính mình. Thứ nhất là phải mua bán thương trường cho nhanh nhẹ. Rồi thứ hai nữa là phải gia đình đó thì phải cho nó chu toàn. Rồi cả con cái cũng vậy. Nhưng mà thật ra thì nó hơi chậm chạp. Nhưng mà có dịp nó cúp trúng nó làm hoài. Đó, nhiều khi mình nói nó thôi giờ chiều rồi đó, con nấu cơm đi để mẹ bán sữa, mẹ lo ngoài cửa hàng. Ai ngờ về tới nhà đâu 7 giờ tối cũng chưa có cơm ăn. Cái xong mới hỏi, ủa sao giờ này chưa có cơm con? Cái nó nói ăn thì cũng phải từ từ ăn chứ đâu có sao đâu mẹ. Ví dụ như 7 giờ không ăn thì 9 giờ ăn, 10 giờ ăn. Nó nói vậy đó, mình tức chết luôn vậy. Mình đói muốn chết mà còn nghe nó nói no luôn. Ừ, no luôn thôi. Tại vì em quên. Em nấu đồ ăn xong rồi mà em quên nấu cơm. Khi mẹ về nói vậy em không biết chống chế sao em nói vậy luôn. Có bao giờ con dâu cô cãi cô làm cô buồn không? Cãi thì nó không cãi, nhưng mà nó hay lý sự lắm. Đó, nó cứ nói gì nó ngay lý sự này lý sự kia thôi. Thì đó nãy mới nói thì... tại quên nấu rồi mới nói vậy thôi. Lý sự gì đó gọi là lý sự. Quên nó. Có bao giờ cô phạt con dâu không? Phạt thì không có phạt, nhưng mà được nó nói có cái là nó thấy mình giận, mình buồn, mình không biết sao cái qua ngày mai ngày mốt nó mua đồ cho mình. Đó, nó mua thí dụ như nó mua sắp giải hoặc cái áo hoặc là cái gì đó, đó nó cho nó mẹ con muốn làm quà cho mẹ. Đó, cái nó định lệnh thôi mình cười hề hề. Tự nhiên là vui liền đúng không? Dâu là khôn đó. Nó này nó biết ý. Nó biết cái khuyết điểm của mình như vậy đó. Là coi như là mình cứ giận lên đã cho đồ. Hay vậy. Dễ ví dụ. Dễ ví dụ đúng không? Mẹ thì đâu có phạt đâu, đúng không? Phạt không? Có phát. Đâu giờ hết làm mà đâu phát lương nữa. Không có phát, nhưng mà có một cái là nhiều khi mấy cái thẻ tín dụng hay là gì nó cứ đi ra đâu thì nó cứ quẹt đi gật đầu mình thanh toán. Rồi chăm cháu ở nhà là ai là người chăm chính chị? Em.
À, dạ. Vậy hả? Bây giờ là cho cháu ở nhà nội trợ. Dạ. Với hơn nữa mình thấy đó, là nó cứ ở mình là cũng được 5 năm nay rồi, là con được 5 tuổi rồi. Rồi thấy vậy thôi giờ mình ráng tập cho nó bay. Mình phải tạo điều kiện cho nó một căn nhà. Tạo điều kiện chưa? Tạo rồi. Nó có một căn nhà rồi. Rồi giờ đang có nhà riêng ở rồi, rồi tự bơi tự này kia mà giờ lại thêm đứa thứ hai nè. Dạ. Thì khỏe rồi ha. À, ngày hôm nay thì cô có muốn con dâu mình thay đổi điều gì? Muốn con dâu mình như thế nào đối với mình hay không? Cô cứ nói luôn đi. À, mẹ mong muốn con là lúc nào là cũng là người phụ nữ là đứng vững trong xã hội, trong thương trường, là những chuyện làm ăn đó, hoặc là một người vợ lúc nào cũng là mẫu mực đó, hoặc người mẹ nào cũng là lo cho con tròn là mẹ mừng rồi. Tại mẹ cũng không có còn sống được bao nhiêu năm nữa thôi, là mẹ tụi con sẽ tấn lên thì mẹ sẽ dồn xuống, ý là như vậy. Thành thử ra là mẹ mong muốn con là thay mặt mẹ là coi như là lo tất cả các con của con, tại nước mắt chảy xuống mà con. Yeah. Đó, thì mẹ mong muốn có nhiều điều đó thôi. Đó. Chị có mong muốn ở mẹ điều gì không? Dạ, thì em mong muốn là mẹ giữ gìn sức khỏe để sống với tụi con lâu dài. Mẹ, hai mẹ con sẽ ôm nhau nào, lên ôm nhau. Rồi, con dâu hứa với mẹ gì đi? Hứa mẹ đi. Hứa với mẹ con sẽ nên người, con sẽ cố gắng lo cho gia đình, lo cho mẹ. Mẹ đừng buồn con nha. À, mẹ không buồn con, nhưng mà nói rương con thấy mẹ nhanh nhẹ hoặc là nhảy bén sao thì con cứ vậy đó, là mẹ yên tâm được. Rồi, rất là tình cảm ha. Hy vọng rằng mẹ chồng nàng dâu cứ như thế.